Xin mến chào tất cả anh em. Đây là cục đẩy F7409, một dòng đẩy phải nói là rất là cao cấp của bên em. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu hoặc đang có ý định muốn sở hữu cục đẩy 4 kênh nó chất lượng và nó đẹp như thế này, thì anh em lên tham khảo cái video này của bên em. Thì đây là cục đẩy F7409 thương hiệu của LX Aquatic, một cái sản phẩm phải nói là rất là tốt, gần như là bậc nhất trên thị trường hiện nay. Cái tiếng của nó thì rất là sáng tiếng anh em nhé. Tiếng của nó thì bao sáng cho anh em. Con này thì nó chạy mạch class 2H, mạch class 2H và là toàn là những bên mạch công nghệ mới thôi. Cho nên là cái tiếng của nó ra nó rất là sáng tiếng và nghe nó rất là chắc, rất là lực. Công suất đủ là 900W một kênh ở chế độ 8 ohm. Ok chưa ạ? Thì anh em có thể chơi được những cái dòng loa gì? Nói về chơi về loa thì anh em có thể chơi được những dòng loa full 25, 30 đúng không ạ? Bass 30 rồi bass 40. Đánh thoải mái anh em nhé. Hoặc là những con súp hơi 40, súp hơi 50. Thì đánh nghe nó rất là lực và rất là phê. Đó. Thì giá bán của cái cục đẩy F7409 này thì em cũng công khai luôn với anh em. Hiện tại thì bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng. Và bao ship cho anh em. Nói về các mẫu đẩy 4 kênh hay 2 kênh thì bên em có rất nhiều. Nhưng mà riêng về con F7409 này thì em sẽ bao ship và giao hàng toàn quốc cho anh em nhé. Đó, thì ok. Thì bây giờ anh em có thể xem lại một cái lần nữa mặt của cái cục đẩy F7409 này. Con này thì nó mà dòng đẩy size 2U. Và những lớp sơn anh em thấy, những lớp sơn tích điện nhìn nó quá chất luôn anh em nhé. Nhìn nó quá chất luôn. Nhìn nó rất là sang trọng đúng không ạ? Và đây, công tắc thì được thiết kế ở bên trong. Nó giấu đi, đúng không ạ? Công tắc thì được thiết kế bên trong. Đó, giấu đi. Nhìn nó khá là hầm hố. Nhìn rất là chất đúng không ạ? Con này thì nó nặng tầm 31 kg. Đó. Và bên trong thì sử dụng là biến áp nguồn xuyến anh em nhé. Nguồn xuyến và là tất cả là bao đồng hết. Đó, bao đồng cho anh em. Ở đây thì chúng ta thể thấy đây đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho anh em. Đó. Quay về mặt sau. Quay về mặt sau thì anh em có thể nhìn. Đó, đầu tiên đây anh em nhìn bên trong rồi. Những linh kiện của nó vàng chóe luôn anh em nhé. Vàng chóe, hàng rất là tốt. Các chế độ gạt. Ở đây thì có các chế độ gạt như parallel. Anh em thấy không ạ? Stair, bridge đầy đủ. Gạt qua trái thì sẽ là bridge, mà để giữa thì sẽ là stair. Gạt qua phải là sẽ là parallel anh em nhé. Độ nhạy đầu vào thì ở đây có 0.77V, 1V, để giữa là 1V, gạt qua phải hết thì nó sẽ là 1.44V. Bên dưới cũng vậy. Thường anh em mà chơi chơi sờ te ấy, đánh từng kênh riêng biệt ấy, thì anh em để giữa cho anh em nhé, để sờ te. Đánh nó full từng kênh riêng biệt. Ok chưa? Còn input đầu vào thì sẽ có cổng 1, cổng 2, cổng 3 và cổng 4. Có 4 cổng để cho anh em kết nối, đúng không ạ? Thì đây là sản phẩm rất là tốt. Đầu ra thì như cái cục đẩy này thì nó sẽ không có những cái cầu xoắn như những cục đẩy khác để cho anh em gài dây loa, mà bắt buộc anh em phải sử dụng là cái jack lưu trích anh em nhé. Sử dụng một cái jack lưu trích để chúng ta kết nối vào. Thì cái này thì bên em sẽ hỗ trợ anh em và tặng anh em đầy đủ luôn. Đây nó như cái này, cái này anh em nhé. Ok chưa? Và chúng ta sẽ cắm vào đây. Bên em sẽ hỗ trợ là lối dây hết đầy đủ cho anh em rồi.
Thì bây giờ em sẽ test một cái đoạn nhạc để cho anh em nghe cái chất âm của cái cục đẩy F7409. Và em sẽ test trực tiếp đó. Ở đây thì sẽ test trực tiếp nhé, không qua một cái thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và mỗi một kênh này, kênh 1 này em sẽ chơi cho một cặp loa 30, kênh 2 chơi cho một cặp loa 30. Thì bây giờ sẽ quay mặt trước và bật công tắc nguồn lên này. Sẽ mở một cái bản nhạc xem có một cái bản nhạc gì. Kênh 1 này. Lạnh quá lực. Mới mở nhỏ mà nó lực cái này rồi. Cả hai kênh này. Mỗi kênh chơi một cặp anh em nhá. Bên này một cặp 30 và bên này một cặp 30. Ở đây vẫn còn dư hai kênh này. Đó, con này vẫn còn dư hai kênh. Nghe quá phê đúng không? Chất âm ấy, tiếng nó rất là lực, đánh rất là hay anh em nhé. Thì bác nào mà đang sử dụng những cái dòng loa full 30 hoặc 40 đó, anh em mà chơi cục đẩy F7409 này thì không phải suy nghĩ, máy chạy thì rất là êm và con này thì chạy thì không bao giờ sợ lóng máy anh em nhé. Nếu mà anh em mà chơi đó, trong nhà thì quá là ok luôn. Anh em vừa thấy em test là test trực tiếp luôn, nó lấy tín hiệu nhạc từ máy tính anh em nhé, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào. Đó, và mở lên này. Một kênh này. Này mà anh em ghép thêm vang và lửa thì quá là ok luôn. Con này thì chúng ta có thể phối ghép được rất là nhiều dòng loa. Mỗi kênh này anh em chơi được một cặp loa 30. Thứ 4 kênh này anh em là chơi 4 cặp 30 rồi. Từ 170 coi 76 những cái dòng loa ấy, anh em mà sử dụng cây cục đẩy F7409 này đánh thì bao hay cho anh em nhé, bao sáng. Và tất cả các sản phẩm bên em đều là hàng mới trước khi gửi đi cho anh em. Và lỗi tháng đầu tiên của nhà sản xuất thì anh em sẽ đổi mới trong vòng 30 ngày. Ok chưa ạ? Sản phẩm rất là tốt. Thì bác nào có nhu cầu muốn mua dòng đẩy 4 kênh chất như thế này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Tất cả sản phẩm thì em cũng nói rồi, hàng nguyên hộp hết anh em nhé, hàng 2 lớp hộp.
Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.